Trong bóng tối, họ nghe thấy tiếng những đứa trẻ sắp mất mạng phải khóc than, cùng tiếng thét của nhiều con người khác. Có kẻ kêu gào giúp đỡ, có kẻ cầu nguyện cho mình vượt qua lưỡi hái tử thần. Họ ngỡ sẽ không bao giờ bị thần linh bỏ mặc. Thế mà giờ đây, cả vũ trụ đều chìm đắm trong bóng tối vĩnh hằng. Tội ác dẫn đến diệt vong. Tháng 8 năm 79 sau Công Nguyên, núi lửa Vesuvius ở bờ biển miền nam Italy phun trào. Chỉ trong mười mấy tiếng, 16.000 cư dân bị chôn vùi vĩnh viễn. Thành Pompeii mỹ lệ đã biến mất không dấu tích. Tất cả đều bị chôn vùi dưới lòng đất, đồng thời bị đông cứng bởi nham thạch. Thảm họa kinh hoàng được ví như khúc dạo đầu của ngày tận thế. Thành phố được thành lập khoảng thế kỷ thứ 7 hoặc 6 trước Công Nguyên bởi người Oscan. Nó đã được các thủy thủ Hy Lạp và Phoenicia sử dụng như một cảng biển an toàn và nhanh chóng trở thành nơi hấp dẫn các quý tộc, thương gia giàu có đến tìm lạc thú và hưởng thụ. Pompeii giàu có và phồn hoa dường như không thiếu thứ gì. Khắp thị trấn đâu đâu cũng là tụ điểm ăn chơi hưởng lạc. Năm 2015, các nhà khảo cổ đã phát hiện trong những tàn tích có một đứa trẻ khoảng 4 tuổi ngồi trên bụng mẹ. Họ bám chặt vào nhau trong giây phút cuối cùng đó. Bi thảm hơn, gần đó là hài cốt của cha và anh chị em trong gia đình. Các thi thể được bảo quản gần như nguyên vẹn theo thời gian. Người ta tìm thấy dòng chữ mà một người trước khi chết đã dùng đá viết lên tường để cảnh tỉnh hậu thế. Tội ác dẫn đến diệt vong. Vậy tội ác nào đã dẫn đến sự diệt vong này? Đó là một xã hội vô cùng phát triển về vật chất, nhưng con người lại trở nên vô cùng sa đọa. Với 20.000 nhân khẩu mà có tới 25 tòa kỷ viện lớn nhỏ khác nhau. Toàn xã hội rơi vào phóng túng, dâm dục. Nhà sử học cổ đại Mary Bird từng viết: trong kỷ viện, nhà nghỉ, biệt thự, các bức họa tác phẩm điêu khắc về tình dục có ở khắp nơi, không chỗ nào là không nhìn thấy. Các tác phẩm điêu khắc về cảnh giao hợp cũng được bày biện trong các công viên. Năm 1819, quốc vương Naples cùng vợ tham quan bích họa ở Pompeii, cảm thấy xấu hổ không chấp nhận được, liền cho đóng cửa triển lãm. Vậy xã hội phồn hoa đó phát triển nhờ vào điều gì? Mậu dịch quan trọng nhất với bên ngoài thời kỳ đó không phải hàng hóa mà là nô lệ. Ở các gia đình giàu có, nô lệ không chỉ phải làm hết thảy việc nhà mà còn phải lao động nặng nhọc. Tại đấu trường, người ta bắt nô lệ phải thi đấu với dã thú và bị chúng cắn xé thân xác như một trò tiêu khiển chủ yếu. Thậm chí họ còn dùng nô lệ vừa bị giết để nuôi lương biển vì cho rằng như thế mới có mùi vị đặc biệt tươi ngon. Ở phương diện này, giới thượng lưu tại Pompeii đã trở thành vô cùng bại hoại và độc ác. Đấu trường Pompeii có sức chứa lên đến 12.000 người, hơn một nửa dân số. Người Pompeii cuồng nhiệt với những cuộc đấu người thú như thế nào? Ở đây không phải thi đấu về kỹ năng hay thể thao, mà là cuộc đấu đẫm máu, chưa chết, chưa dừng. Các cuộc đấu ấy chứa đầy tiếng hú ghê rợn của thú vật và tiếng khóc thảm thiết của nô lệ. Nhưng những người Pompeii không một chút đồng cảm, thương xót, thay vào đó là sự phấn khích điên cuồng. Hãy tận hưởng cuộc sống này đi, ngày mai khó mà đoán trước. Câu này được khắc vào cốc nước bằng bạc, cho thấy người dân Pompeii thời đó không hề phân biệt được sự đúng sai. Đơn giản, họ chỉ cần thỏa mãn được dục vọng. Và khi nhân tính không còn cơ hội được cứu rỗi, hơn 5.000 thi thể người dân Pompeii chất thành gò, tầng tầng lớp lớp đã bị bụi thời gian làm cho đông cứng. Ngày 24 tháng 8 năm 79 đã trở thành một ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử thế giới cổ đại. Chỉ trong vòng 24 giờ, tất cả bị nuốt chửng trong cơn giận dữ điên cuồng của núi lửa Vesuvius. Cùng sự biến mất của Pompeii khiến nhiều người suy ngẫm rằng phải chăng một xã hội dâm loạn, bại hoại đạo đức, tất yếu sẽ đi đến diệt vong?